Ui, nó mệt. Ê, ê, làm biếng hả mày? Biến gì đâu, mệt nghỉ một xíu, nhà gì đâu vậy, hồn quyết mệt muốn chết. Than hoài, gán đi, cuối tháng anh hai mua cho máy hút bụi xài mày ơi. Thiệt hả anh hai là nhất. Ủa, chứ không phải chị hai mày nhất hả? Nịnh. Anh hai, mua mấy vật giống nhớ bạn em đi anh hai, nó đang xài luôn á. Bà nào? Bền, nó khoe với em là cái máy của nó xài bao bền, bao đẹp, bao im luôn. Nó nói với em mua lần này nó là 5 lần rồi đó. Bền dữ ha, thôi để tao thử kiếm mày. Trời. Anh đây nè, cái gì vậy? Sản phụ đẻ con hai lần rồi, hai lần đầu đẻ thường, lần sau có bầu đẻ mổ rồi. Có gì đâu lạ làng. Thôi anh ơi, thấy ghê quá à. Em không có đẻ nữa đâu, anh đi triệt sản đi anh. Thôi đừng có khùng, tự nhiên bắt người ta đi triệt sản thì sao em không đi đặt vòng đi? Vợ không thương tôi đúng không? Bà không thương tôi thì có, bà đi đặt vòng đi. Rồi tới nữa tôi không đặt nó rồi sao? Không đặt thôi kệ bà, ông đi triệt sản cho tôi à nghe. Thấy ghê quá à, em không có đẻ nữa đâu, anh đi triệt sản đi anh. Sinh thường sinh mổ thì cũng như vậy thôi, có đâu sợ. Hỏi cái triệt sản, triệt sản. Đi đi đi, tối ngày. Bà đi được tôi đi không được hả? Bà sáng giờ bà đi đâu? Đi đặt vòng chứ gì đâu, làm nhớ không với ông vậy đó. Ông đi đâu? Đi đâu sao hỏi không trả lời? Đi triệt sản.